Đây mọi người có thể thấy. Wow, đúng không mọi người? Còn đây là bên trái. Mình không thể nào tin đây là cái nách của mình luôn ấy mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Chắc chắn video ngày hôm nay là một video mà mọi người rất là mong chờ, bởi vì mình hứa rằng là mình sẽ chia sẻ về cách mà mình giảm thâm nách như thế nào. Ngay bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy là tình trạng thực tế nách của mình bây giờ như thế nào nha. Đây mọi người có thể thấy. Wow, đúng không mọi người? Tất nhiên là nó không thể nào phục hồi được giống như ở 100% ngày xưa, nhưng mà như thế này cũng đã làm mình bớt tự ti hơn rất là nhiều rồi mọi người ơi. Đây là bên phải nhá. Còn đây là bên trái. Mình không thể nào tin đây là cái nách của mình luôn ấy mọi người ơi. Đây mình lấy tay mình chà cho mọi người thấy này. Đấy, mình không hề bôi bất cứ một cái gì nhá. Đây. Không hề bôi bất cứ một cái gì. Mọi người có tin được không? Mình còn không tin được ấy mọi người ơi. Mình đã trải qua rất nhiều cách. Nói chung là ở trên mạng cứ cái sản phẩm nào hot ấy là mình mua về mình test thử, nhưng mà mình thấy rằng cái hiệu quả cải thiện của nó thực sự rất là chậm và không hề rõ ràng mọi người ơi. Thậm chí là mình đã đầu tư mua cả một cái liệu trình để laser thâm nách, nhưng mà mình vẫn thấy rằng là cái tác động của nó quá chậm. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người thấy cái tình trạng nách của mình trước đây. Sau khi mình dùng peel nách của Trang Nemo là mình đã bị tăng sắc tố này. Đấy. Đây nhá, không có một cái gì nha mọi người. Tình trạng nách thâm thật này. Và nếu như bạn nào mà bị nách thâm giống như mình ý, thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tự ti. Nhất là trong mùa hè này, bạn gái nào chả thích mặc những cái áo dây, áo sát nách, mặc những cái bộ đồ mà nó sexy một chút đúng không mọi người? Tất nhiên là mình vẫn dám mặc, nhưng mà cứ đi ra ngoài đường là mình cứ phải khép nách như thế này. Thậm chí mình không dám đưa tay lên quá cao ấy mọi người ơi. Bởi vì lúc đó là cái nách của mình nó rất là thâm, kiểu nó bị tăng sắc tố sau peel ấy. Và nó làm cho cái vùng nách của mình kiểu nói hơi thô, nhưng mà thực tế là nhìn nó bẩn bẩn ấy mọi người ơi. Đúng sự thật là như thế luôn. Kể cả mình vệ sinh sạch sẽ như thế nào mà cái nách của mình thâm ấy, là vô tình nhìn nó cũng kiểu bẩn bẩn, mà làm cho người đối diện cảm giác kiểu hơi sợ về mình ấy. Mình biết là khi mình nói điều này mọi người sẽ buồn, nhưng mà đối với những bạn nào ấy mà đã từng bị thâm nách, chắc chắn là mọi người sẽ có cảm nhận giống như mình, rất là tự ti luôn. Và chắc đầu tiên là về quy trình chăm sóc cái vùng da dưới cánh tay vào buổi tối, đây là cái khoảng thời gian thích hợp nhất để dưỡng. Lý do vì sao? Bởi vì buổi đêm chúng ta sẽ không hoạt động quá nhiều, không tiết ra quá nhiều mồ hôi, cho nên những cái sản phẩm dưỡng, những cái sản phẩm đặc trị nó sẽ rất dễ thẩm thấu và hoạt động ở trên da. Mình đã dùng thử khá nhiều loại hoạt chất khác nhau, lấy ví dụ như là niacinamide này, tranexamic acid này và cả alpha arbutin, nhưng mà mình thấy rằng cái hiệu quả của nó thực sự rất là chậm luôn. Và đến lúc này thì mình biết rằng là mình phải dùng hydroquinone. Đầu tiên nhá, đây là cái sản phẩm có chứa hydroquinone 4% glucosone nha mọi người. Cái này mình được bác sĩ da liễu kê. Và lý do vì sao mình nói rằng mọi người phải xem thật kỹ cái video này và đừng vội vàng làm theo mình, bởi vì đối với những cái sản phẩm dạng thuốc bôi đặc trị như thế này ấy, không được phép sử dụng bừa bãi. Đối với cái nồng độ là 4% nhé, chắc chắn chúng ta phải có sự chỉ định và giám sát của bác sĩ nha mọi người. Khi mà mình đến khám bác sĩ da liễu ấy, nhìn cái tình trạng nách của mình ấy, là bác sĩ bảo là cái tình trạng này chắc chắn là phải dùng hydroquinone. Và mình cũng biết điều đấy rồi, bởi vì đây là một trong những cái thành phần làm trắng da cực kỳ mạnh mẽ, phải gọi là mạnh nhất luôn nha mọi người. Hydroquinone ấy, nó là tên hoạt chất thôi nha mọi người, chứ còn cái tên sản phẩm này thì nó sẽ có nhiều brand, tức là nó có nhiều nhãn hàng để sản xuất ra cái nồng độ hydroquinone này khác nhau. Ngày xưa mình đã từng bôi cái sản phẩm Domina có chứa hydroquinone 4% để giảm tình trạng tàn nhang ở trên da. Và nói thật với mọi người là nó có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà ngày xưa thì mình không biết quá nhiều về skincare mọi người ơi, không biết chống nắng như thế nào ấy. Cho nên sau đó là cái làn da của mình khi ngừng dùng cái Domina nó sạm lại khá là nhanh chóng, và mình đã ngừng dùng luôn nha mọi người. Và sau đó khi mà mình dùng lại thì mình thấy rằng nó không còn hiệu quả như ban đầu nữa. Cái sản phẩm Lucosone này nó sẽ có cái kết cấu hơi khác so với cái Domina, tức là cái kết cấu cream ở phía bên trong của nó ấy sẽ mỏng hơn và dễ thấm hơn. Cái Domina đấy nó kiểu bóng và dính ở trên da ấy. Bạn nào mà dùng rồi các bạn sẽ biết nha mọi người. Đối với nồng độ 2% của hydroquinone ấy thì chúng ta có thể tự mua được, bởi vì nó không phải là sản phẩm kê đơn. Nhưng mà với sản phẩm nồng độ 4% thì bắt buộc phải có sự chỉ định và giám sát của bác sĩ. Lý do vì sao? Bởi vì cái nồng độ 4% này có khả năng làm trắng thực sự rất là nhanh và mạnh. Nhưng đi kèm đó sẽ có một vài lưu ý cực kỳ quan trọng mà mọi người phải cẩn thận nhé. Đầu tiên đó chính là hydroquinone tuyệt đối không sử dụng cho những bạn đang có thai và cho con bú nha mọi người. Phân loại thuốc của sản phẩm này sẽ là phân loại C, có nguy cơ trên thai nhi, cho nên tuyệt đối không được sử dụng cái sản phẩm này trong quá trình mang thai hay là cho con bú. Mình biết rằng là khi mọi người có thai và sau khi mọi người đã sinh con ra rồi thì cái tình trạng thâm nách của mọi người nó sẽ vẫn rất là dai dẳng. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã dừng cho con bú rồi thì chúng ta mới được sử dụng những cái sản phẩm này. An toàn của em bé luôn luôn là trên hết. Làm đẹp thì sau này chúng ta sẽ làm đẹp sau,
con của chúng ta mới là quan trọng nhất. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bắt buộc phải che chắn và bảo vệ trước ánh nắng thật là kỹ. Và những cái loại kem chống nắng ở đây phải là những cái loại kem chống nắng cực kỳ mạnh, có thể sử dụng cho da treatment. Bên cạnh đó, không dừng lại ở việc bôi kem chống nắng thì chúng ta phải có những cái biện pháp che chắn vật lý. Mình lấy ví dụ như là mặc áo khoác nắng này và bịt khẩu trang. Mình đã hỏi rất kỹ ý kiến của bác sĩ rồi, nhưng mà bác sĩ nói rằng là đối với cái vùng da nách này, bởi vì chúng ta không tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều vào ban ngày mà lúc nào chúng ta cũng chủ yếu là khép nách xuống ấy, cho nên cái vùng này nó không phải bôi kem chống nắng, mà buổi ngày chúng ta nên che chắn, tức là không nên mặc áo dây hoặc là áo sát nách vào buổi ngày, mà nên mặc những cái áo dài tay hoặc áo có cánh tay là được. Thì đó là chính xác những cái điều bác sĩ nói với mình nha mọi người. Tiếp theo đó là cái thời gian tối đa để sử dụng những sản phẩm có chứa hydroquinone là 16 tuần, tức là 4 tháng. Thời gian tối đa ở đây nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong vòng 4 tháng. Khi nào da chúng ta có cải thiện, tức là cái làn da của chúng ta có đáp ứng đối với sản phẩm này, thì chúng ta chỉ sử dụng tối đa trong vòng 4 tháng thôi. Sau 4 tháng chúng ta sẽ ngừng và dùng sang những cái loại hoạt chất khác để duy trì. Lấy ví dụ như là azelaic acid này, vitamin C này, tranexamic acid này, alpha arbutin hoặc là kojic acid, rất nhiều những cái loại hoạt chất làm sáng khác nhau, thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái loại hoạt chất đó trong vòng 4 tháng. Khi ngừng xong 4 tháng rồi thì chúng ta mới được phép quay trở lại sử dụng hydroquinone. Sử dụng 4 tháng hydroquinone lại tiếp tục phải nghỉ 4 tháng tiếp. Vì đây là sản phẩm thuốc nha mọi người. Cái gì mà nhiều quá nó đều không tốt, quá mù chắc chắn sẽ ra mưa, cho nên mọi người cần phải lưu ý nhá. Còn đối với những bạn nào ấy, khi chúng ta sử dụng hydroquinone 4%, nếu như sau từ 2 đến 3 tháng mà thấy cái làn da của chúng ta không đáp ứng, tức là cái tình trạng cải thiện thâm ở trên da của chúng ta thực tế nó rất là chậm và không nhận thấy được bằng mắt thường ấy, thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến bác sĩ và phải dừng sử dụng cái sản phẩm đó, bởi vì cái làn da của chúng ta không đáp ứng được với cái thành phần hydroquinone. Cho nên mọi người lưu ý nhá, là sử dụng cái sản phẩm này này là phải đi kèm với chỉ định và sự giám sát của bác sĩ. Nếu như khi chúng ta sử dụng hydroquinone 4% với thời gian trên 4 tháng, tức là chúng ta tự ý dùng quá nhiều ấy, thì nó sẽ có tình trạng xảy ra, đó chính là bị làm mất sắc tố da vĩnh viễn. Và một khi đã mất sắc tố da vĩnh viễn ấy, thì chắc chắn là không bao giờ cải thiện được đâu nha mọi người. Cái sản phẩm này nó là một hoạt chất vàng, cái hiệu quả làm trắng da của nó là mạnh nhất, top 1 luôn nha mọi người, nhưng mà nó sẽ đi kèm những cái tác dụng phụ. Tiếp theo đó ấy, là đối với hoạt chất hydroquinone này tuyệt đối không kết hợp cùng với một vài những thành phần sau. Đầu tiên đó chính là benzoyl peroxide, tiếp theo đó sẽ là resorcinol. Có thể mình đọc không đúng thì mình sẽ để tên ở ngay màn hình đây cho mọi người được thấy nha. Khi kết hợp hai cái thành phần này với nhau sẽ tăng khả năng làm mất màu da vĩnh viễn. Cho nên lưu ý tuyệt đối không kết hợp cùng với cả resorcinol và benzoyl peroxide nha mọi người. Bây giờ mình sẽ review chi tiết về cái sản phẩm Lucosol này nhé. Đây là một trong những cái tip hydroquinone mà mình thấy rằng nó có hiệu quả nhanh và mạnh nhất. Đối với riêng cá nhân mình nhá, là mình chỉ cần sử dụng sau khoảng tầm 4 tuần là mình thấy cái nách của mình nó cải thiện rõ ràng. Tất nhiên phải kết hợp cùng với một số những cái sản phẩm khác và lưu ý về cái cách sử dụng. Tuy nhiên cái sản phẩm này nó có cái hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nó mạnh mẽ hơn cái sản phẩm Domina ngày xưa mình sử dụng rất là nhiều luôn nha. Cái kết cấu của nó phía bên trong ấy thì nó sẽ có một cái dạng kem không phải là quá đặc. Tuy nhiên khi mà bôi lên da cảm giác nó vẫn hơi dày dày, nhưng mà nó thấm vào da rất là nhanh nha mọi người. Và một khi đã thấm vào da rồi ấy, thì nó sẽ để lại một cái cảm giác không phải quá dính dít và bóng ở trên da như là cái sản phẩm Domina. Cái mùi này nó kinh lắm mọi người ơi, nó dị dị ấy. Chắc chắn là đối với những bạn nào trong lần đầu tiên khi sử dụng cái sản phẩm này, mọi người sẽ kiểu bị sốc ấy. Bởi vì cái mùi này nó không phải là mùi thơm, nó cũng không phải là một cái mùi kiểu quá hôi, nhưng mà nó là một cái mùi nó rất là nồng, kiểu hơi thuốc tây một chút xíu. Về cách sử dụng của sản phẩm này vào buổi tối thì thực sự rất là đơn giản luôn. Mọi người cần phải lưu ý cho mình, sau khi tắm xong thì mọi người sẽ lau qua nách bằng toner. Cái sản phẩm toner ở đây ấy là những cái sản phẩm toner dưỡng ẩm mà nó thật là lành tính. Mình lấy ví dụ như là cái sản phẩm toner tím của nhà Claire, hoặc những cái loại toner mà nó chỉ có cái tính cấp ẩm và dưỡng thôi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ bôi cái sản phẩm Lucosol này lên. Chúng ta chỉ bôi với một cái lượng bằng một hạt đỗ rất là bé thôi, và thoa đều lên trên nách nha mọi người. Cứ thoa đều như thế đến khi nào nó thấm thì chúng ta sẽ đi ngủ, và chúng ta sẽ không bôi thêm bất cứ một cái sản phẩm giúp ngăn mùi nào khác. Bởi vì những cái sản phẩm ngăn mùi đấy nó sẽ làm cái nách của mọi người bị khô rất là nhanh, và nó làm bít cái lỗ chân lông, ngăn cho cái sản phẩm hydroquinone này nó thấm vào da của chúng ta và hoạt động nha mọi người. Và khi mà sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì nó là thuốc cho nên vẫn phải test một vùng nhỏ trước khi bôi lên cái vùng diện tích lớn là toàn nách nha mọi người. Chúng ta cứ test một chút ở dưới này, sau khoảng tầm 1 đến 2 ngày không thấy tình trạng kích ứng thì chúng ta sẽ bôi cho cả nách nha. Đó là về buổi tối, rất đơn giản đúng không mọi người. Buổi sáng thì chúng ta có thể tắm qua. Nếu như chúng ta không có thời gian tắm qua thì chúng ta vẫn phải lau sạch nách bằng có thể là xịt khoáng này, toner này, hoặc nước tẩy trang, lau sạch cái lớp kem hydroquinone vào buổi tối đi. Tiếp theo đó thì mình có sử dụng cái sản phẩm, đó chính là The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Đây mọi người có thể thấy này, mình đã sử dụng hết rồi nha mọi người. Một chai hết sạch cái này. Đấy,
Đây là một cái chai mà mình mới mua, là mọi người biết rằng là mình rất chăm chỉ để cải thiện cái tình trạng thâm nách của mình nha mọi người. Và buổi tối là mọi người tuyệt đối không sử dụng cái sản phẩm này cùng với hydroquinone, bởi vì là với cái nồng độ glycolic acid lên đến 7% mà kết hợp cùng với cả hydroquinone ấy, nó sẽ có cái tình trạng làm da của chúng ta hơi bị châm chích. Và đừng để cho da của chúng ta bị châm chích và ngứa mọi người ơi. Khi mà chúng ta cải thiện cái tình trạng thâm nách ấy, nếu như càng châm chích càng ngứa mà có tình trạng kích ứng ấy, thì nó sẽ có khả năng làm da của chúng ta còn thâm hơn, sạm hơn. Càng gãi là nó sẽ càng thâm. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cứ cho ra bông tẩy trang lau thật là nhẹ nhàng ở trên nách, tuyệt đối không trà sát quá mạnh. Nó sẽ có khả năng làm da của chúng ta bị nhạy cảm hơn. Lưu ý nhá, lau nhẹ nhàng ở trên da. Và cái sản phẩm này thì mình sử dụng cách ngày, tức là sáng thứ hai mình dùng thì thứ ba mình không dùng nữa, đến sáng thứ tư mình mới dùng lại. Sản phẩm này thì có mức giá là khoảng tầm 300 cho đến 330 nghìn cho một cái chai, có dung tích là 240ml nha mọi người. Và cái mùi của nó ấy, thì mình nói thật luôn là hơi kinh, nó kiểu cái mùi hăng hăng, kiểu vì nó không có hương liệu ấy. Khi mà lau lên trên da ấy, đối với những bạn nào mà da nhạy cảm thì chắc chắn là cái sản phẩm này sẽ có tình trạng gây châm chích ở trên da. Cho nên mình khuyên rằng là các bạn nên mua cái sản phẩm này là cái chai chiết để sử dụng thử. Nếu như hợp thì chúng ta mới mua cái chai to này. Còn nếu như mua cái chai to này về mà sử dụng không hợp một cái là vứt đi, nó phí lắm. Cho nên mọi người lưu ý nhá, nếu như chúng ta thấy tình trạng châm chích ấy, thì chúng ta phải sử dụng cách ngày. Có khi là cách 2 ngày luôn nha mọi người. Không được để cái tình trạng da của chúng ta bị kích ứng và rộp đỏ lên nha mọi người. Tuyệt đối lưu ý nhá, nếu như da của chúng ta bị châm chích quá mạnh thì không cần sử dụng cái sản phẩm này luôn. Về glycolic acid 7% ấy, thì nó là một cái thành phần AHA. Nó sẽ có khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng ở trên bề mặt da, làm da của chúng ta mềm hơn. Và nếu như kết hợp glycolic acid cùng với cả vitamin C ấy, thì nó sẽ gia tăng cái khả năng làm sáng da và chống oxy hóa. Cho nên đó là về cái sản phẩm của nhà The Ordinary nhá. Tiếp theo đó thì mình sẽ lựa chọn một cái sản phẩm serum vitamin C. Tất nhiên vào buổi ngày ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái hoạt chất làm sáng da như là alpha arbutin này, hoặc là tranexamic acid này, kojic acid này, rất nhiều những hoạt chất khác nhau. Nhưng mà mình quyết định lựa chọn vitamin C bởi vì vitamin C nó có tác dụng rất là nhanh ở trên da nha mọi người. Về vitamin C ấy, thì mình lựa chọn cái dạng dẫn xuất là EAA, tức là ethyl ascorbic acid, chứ mình không lựa chọn cái dạng là LAA. Khi mà kết hợp những cái loại vitamin C dưới dạng LAA ascorbic acid với cả cái sản phẩm glycolic acid của nhà The Ordinary ấy, thì mình thấy rằng là nó có cái hiện tượng gây châm chích ở trên da. Cho nên để hạn chế tối đa cái tình trạng kích ứng ở trên da ấy, mình khuyên rằng mọi người nên lựa chọn những cái dạng vitamin C mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn, tránh gây kích ứng ở trên làn da, bởi vì như mình đã nhấn mạnh nhiều lần ấy, càng kích ứng càng ngứa là càng thâm sậm hơn. Cho nên mọi người cần phải lưu ý nhá, mình sẽ có khá là nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Đầu tiên là cái sản phẩm rẻ nhất nha, Dr. Siltic vitamin C 16% cộng với cả tranexamic acid 3%. Cái sản phẩm này về thực tế cái hiệu quả trên làn da ấy, thì mình thấy rằng nó khá là chậm. Đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi. Nhưng mà lý do vì sao mà mình recommend cho mọi người sử dụng, đầu tiên là bởi vì nó rẻ. Mà về cái nồng độ vitamin C ở trong cái sản phẩm này nó khá là cao, là 16% kết hợp với cả tranexamic acid là 3%. Về kết cấu của nó ấy, thì khá là dễ để sử dụng, bởi vì cái chai này mình đã mở ra sử dụng từ rất là lâu rồi mọi người. Cho nên mọi người có thể thấy rằng là cái chất của nó đây bây giờ nó đã bị kiểu hơi vàng vàng. Nhưng mà khi mua về nó không vàng nhiều như thế này đâu mọi người. Đây mọi người có thể thấy rằng là mình sử dụng gần hết chai đây rồi mọi người này. Cái kết cấu của nó khi mà thoa lên da ấy, thì nó rất là lỏng. Đấy, nó chỉ đặc hơn nước một chút xíu thôi, thấm vào da cực kỳ nhanh và dùng thì rất là êm. Mình nghĩ rằng đối với những bạn nào mà có vết thương hở ở trên da thì may ra nó mới bị châm chích thôi, chứ còn về cái sản phẩm này thì mình thấy rằng nó khá là nhẹ nhàng, không gây tình trạng kích ứng ở trên da. Tuy nhiên, yêu ơi, về cái mùi ấy, cái mùi của nó sợ lắm mọi người ơi. Mùi của nó là một cái mùi kiểu chua chua, hắc hắc, kiểu mùi thuốc tây. Cái hiệu quả của nó thì từ từ chậm chậm thôi, phải sử dụng lâu dài nha mọi người. Nhưng mà vì giá rẻ cho nên là mình cũng không đòi hỏi quá nhiều. Đó là về Dr. Siltic nha, chỉ khoảng tầm 300. Bạn nào có kinh tế hơn ý, thì có thể sử dụng sang của nhà Zaka Glow Fruit. Cái này mình đã review từ rất là lâu rồi mọi người ơi. Đây là chai thứ mấy mình cũng chả biết được nữa luôn. Cái sản phẩm này khi mà sử dụng cho cái vùng da ở dưới nách ấy, thì mình thấy rằng nó thấm rất là nhanh. Đấy là cái mà mình thích nhất nha. Bởi vì nếu như cái vùng da nách này đã tiết ra mồ hôi rồi mà còn dùng một cái loại vitamin C mà nó bóng dính, nó nặng thì khó chịu lắm luôn mọi người ơi. Phải sử dụng những cái loại vitamin C nào kết cấu của nó thật là lỏng vào, thì cái này nó sẽ đáp ứng được điều đấy. Cái kết cấu của nó thì cũng tương tự như là Dr. Siltic, nhưng mà cái này nó sẽ làm hơn. Bên cạnh đó nó sẽ có cái mùi kiểu hăng hăng như là cái mùi vỏ quả cam, vỏ quýt ấy. Đấy, cho nên là về cái mùi là mình đánh giá cao hơn. Cái này thì có giá thành cao hơn là 465.000, chứa nồng độ 15% vitamin C dưới dạng EAA. Cái này mình dùng rất là thích.
Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, mình không cần PR quảng cáo cho hãng Zaka, bởi vì mình dùng mình thấy thích, có hiệu quả trên làn da, và bên cạnh đó nó không làm kích ứng da của mình ấy. Nhưng mà cái sản phẩm này nó có một nhược điểm, chính là đối với tình trạng tàn nhang và nám thì sử dụng không xi nhê. Nói chung cái này làm sáng da nhẹ nhàng trên toàn mặt và giảm thâm mụn mới là ok. Cái này mình cũng sử dụng vào buổi sáng để thoa một lớp mỏng sau cái sản phẩm The Ordinary Glycolic Acid 7% này nha mọi người, làm sáng da nhẹ nhàng. Nếu như các bạn có điều kiện ấy, thì các bạn có thể sử dụng sang cái serum C của nhà Kiehl. Cái kết cấu của nó lỏng mọi người ơi, mà nó thấm vào da nhanh lắm, nó không làm cho da của mình bị tiết dầu quá nhiều. Và bên cạnh đó cái sản phẩm này nó rất là nhẹ nhàng, nó không hề gây kích ứng ở trên làn da. Cái hiệu quả trên làn da thì mình thấy rằng Zaka với cả Kiehl là ngang nhau. Tuy nhiên cái sản phẩm Zaka này khi mà bôi lên trên da thì cái khả năng cấp ẩm của nó không quá tốt. Còn cái Kiehl này thì nó sẽ có cấp ẩm và cấp nước ở trên làn da. Nói chung cái Zaka này nó lỏng lắm. Cái này khi bôi lên ấy là mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người được cấp ẩm, mà sau đấy nó thấm hoàn toàn vào da, không hề để lại một cảm giác dính dít gì cả. Mặc dù giá thành nó hơi cao nhưng mà công nhận là nó lành tính thật. Cũng không xi nhê đối với thâm, nám và tàn nhang. Mọi người lưu ý nhá, những cái sản phẩm vitamin C như thế này ấy, nó chỉ có hiệu quả làm da của chúng ta sáng lên nhẹ nhàng, chống oxy hóa và bên cạnh đó giảm thâm mụn mới là chủ yếu thôi. Thâm mụn cũ cũng phải mất khoảng tầm 2 tuần nha mọi người, cho nên mọi người lưu ý nhá. Cái sản phẩm này mình dùng cho vùng da nách cực kỳ thích luôn. Lý do vì sao? Ê ơi, nó thấm nhanh mà nó làm cho cái vùng da dưới nách của mình mềm hơn, ẩm hơn. Hai cái sản phẩm kia là Dr. Cutic và Zaka ấy, là không có cái công dụng dưỡng ẩm da đâu, mà cái vùng da nách này ấy, càng khô nó sẽ càng thâm. Mình dám khẳng định với mọi người luôn, lăn nách trong một khoảng thời gian dài, ngày nào cũng sử dụng mà không làm cho cái vùng da nách của chúng ta ẩm hơn, không sử dụng những sản phẩm dưỡng thì lâu dài nách của chúng ta vẫn thâm. Chúng ta phải lưu ý chăm sóc cái vùng da nách này cũng nhẹ nhàng, nâng niu như là chúng ta dưỡng da mặt luôn. Về kết cấu của sản phẩm này thì nó sẽ đặc hơn của nhà Zaka với cả Dr. Cutic. Đây mọi người có thể thấy này, đấy, thoa lên nó kiểu nhất nhớt ở trên da ấy. Nhưng mà nó dưỡng ẩm tốt nha mọi người, bôi dưới lớp kem chống nắng thích mê luôn. Và cái mùi của nó thì nói chung cũng không thơm. Nó là một cái mùi mà mình thấy rằng giống như là một cái mùi tinh dầu chanh, cam chanh gì đấy. Nói chung là dễ sử dụng nha mọi người. Thì đấy, mọi người có thể lựa chọn nhé. Có 3 cái sản phẩm tùy cái phân khúc giá, rẻ nhất là Dr. Cutic, tiếp theo đó là Zaka và cuối cùng sẽ là Kiehl nha mọi người. Mình đều rất là thích luôn, trừ cái sản phẩm Dr. Cutic thì mình thấy rằng cái tác dụng của nó hơi chậm một chút xíu. Sau khi dùng vitamin C rồi sẽ đến sản phẩm ngăn mùi. Bởi vì vào buổi ngày mà không sử dụng sản phẩm ngăn mùi, mà đối với những bạn nào bị chua cánh ấy, thì mình biết rằng là các bạn sẽ mất tự tin hơn rất là nhiều. Cho nên vào buổi ngày ấy, là bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm lăn khử mùi. Và khi mà mình đi lên siêu thị ấy, mà mình mua cái sản phẩm này mình cũng không hy vọng quá nhiều đâu, nhưng mà về khi sử dụng ấy mình cảm thấy nó sướng quá. Đây là cái sản phẩm kem khử mùi của Dove. Đây mọi người có thể thấy là mình sử dụng gần hết rồi, cái tuýp này nó cũ dã man rồi nha mọi người. Hãng có giới thiệu là cái sản phẩm này sẽ có chứa collagen và vitamin B3 giúp dưỡng sáng và đều màu. Nhưng mà mình nói thật rằng về cái khả năng dưỡng sáng của sản phẩm này thì mình không cảm nhận rõ ràng. Nó giống như là một cái sản phẩm giúp ngăn mùi, vừa giúp ngăn mùi vừa giúp dưỡng da, dưỡng ẩm ở trên da nha mọi người. Cái đặc điểm của sản phẩm này đó chính là nó không làm cho da của chúng ta bị quá khô. Đối với những cái loại lăn nách mà bán ở trên siêu thị, lăn lên nó hơi ẩm, nhưng mà sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút là mọi người sẽ thấy rằng nó sét hoàn toàn vào da. Nó làm cho cái vùng da này của chúng ta rất là khô. Về cái thành phần của nó thì sẽ có chứa muối nhôm nha mọi người, và bên cạnh đó sẽ bổ sung thêm một loạt những cái chất có khả năng dưỡng ẩm ở trên da như là glycerin này, dầu hạt hướng dương thì có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ nha mọi người. Tiếp theo đó, niacinamide đứng ở vị trí khá là cao. Hãng có giới thiệu về thành phần collagen, nhưng mà hydrolyzed collagen, collagen thủy phân ấy, thì đứng ở phía cuối bảng thành phần. Đầu tiên khi mà bôi lên ấy, thì nó không phải quá ướt như những cái loại lăn nách, mà nó sẽ ở một cái dạng kem mịn và sau đấy nó sẽ set vào nách rất là nhanh. Khi mà đã set vào nách rồi thì nó sẽ để lại ở dưới nách của chúng ta một cái cảm giác khô ráo và thoáng, nhưng mà nó lại không bị quá khô. Đấy, thế mới hay nha mọi người. Về khả năng ngăn mùi của sản phẩm này thì mình thấy rằng tương đương đối với những cái sản phẩm lăn nách bán ở siêu thị. Đối với những bạn nào không có cái mùi cánh nó quá nặng thì một ngày một lần là hợp lý, nhưng đối với những bạn nào quá nặng mùi cơ thể ấy, thì mình nghĩ rằng nửa ngày các bạn nên lăn lại một lần. Đây mọi người có thể thấy này, đấy, nó có cái đầu lấy sản phẩm ra. Cái đầu lấy sản phẩm này thì mọi người có thể bơm ra nách và thoa trực tiếp luôn như thế này cũng được, nhưng mà thường là mình sử dụng ấy, là mình cho ra tay sau đấy mình thoa lên trên nách nha mọi người. Và khi mình sử dụng lâu dài thì không hề thấy nách của mình bị khô hay là thâm sạm theo thời gian. Các bạn có thể đi lên siêu thị nhá và thử cái sản phẩm này xem sao nhá. Và mình khẳng định nhá là Đô không có tài trợ trong video ngày hôm nay, nhưng mà phải kết hợp cả liệu trình nha mọi người, chứ còn để trông chờ vào mỗi cái sản phẩm này với công dụng là dưỡng sáng và đều màu thì mình không cảm nhận nó rõ ràng. Đó là về những cái sản phẩm bôi nhá. Còn về sản phẩm uống thì mình có uống hai loại. Nói chung hiện nay mình uống thực phẩm chức năng rất là nhiều, mỗi ngày mình uống một vốc, chính xác là một vốc thực phẩm chức năng luôn nha mọi người. Từ viên collagen này, glutathione này, vitamin C này, viên chống nắng này, vân vân và mây mây. Eo ơi, mình uống nhiều dã man luôn. Thậm chí những cái loại viên uống ở nhà DHC mình mua cả một lô một lốc cách đây một năm.
Mình để trên màn hình đây cho mọi người thấy này. Và mình đã test thử với nhau mọi người. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm DHC thì mình sẽ lên sau. Bởi vì hầu hết đối với những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng ấy là phải có đủ thời gian trải nghiệm và trải nghiệm trên nhiều nhiều người khác nhau thì mới đưa ra cái ý kiến khách quan được. Thì có hai cái sản phẩm mà mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng. Giá thành nó cũng rất là rẻ, nhưng mà thực sự là mình đã sử dụng đây này. Mọi người có thể thấy này, cái nào mình dùng là mình nói mình dùng thực sự, chứ không bao giờ có chuyện mình chém gió để mình đặt link cho mọi người đâu. Đây là cái vitamin C của nhà DHC. Cái sản phẩm này chỉ có mức giá là khoảng tầm 160 mấy nghìn nếu như được sale. Còn giá gốc của nó là khoảng tầm 190 nghìn, 60 viên, mỗi ngày uống 2 viên. Và trong cái sản phẩm này sẽ có chứa là 1000mg vitamin C trong 2 viên nha mọi người. Và có 2mg vitamin B2. C uống vào buổi sáng, uống sau khi ăn nha mọi người. Sau khi ăn sáng là chúng ta sẽ uống C nha. Cái hiệu quả lớn nhất của nó ấy là nó làm cho cái da của mình nhanh lành hơn. Những cái vết thâm mụn mới nó nhanh sáng hơn. Đấy là sự thực nha mọi người. Chứ còn để nói cái sản phẩm này uống vào là trắng da toàn thân ấy thì mình không cảm nhận rõ ràng. Có thể khi mình nói ra cái điều này thì mọi người sẽ buồn, nhưng mà cái sản phẩm này, cái hiệu quả lớn nhất của nó thì mình nghĩ rằng đó chính là cái khả năng làm lành da, chống oxy hóa, làm tăng sức đề kháng. Chứ còn để làm sáng da toàn thân thì mình không cảm nhận rõ ràng. Nói chung mình sẽ có một cái video lên chi tiết về những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình đang uống nhá. Đó là về vitamin C. Tiếp theo đó mình có uống L-cysteine. L-cysteine thì mình đã chia sẻ từ rất là lâu rồi mọi người ơi. Đây, mình có một mái tóc dày như thế này là bởi vì mình uống L-cysteine đấy mọi người. Cái Diotin này là bác sĩ da liễu kê cho mình để uống cùng với cả cái sản phẩm Lucoson để bôi. Đây là hai cái sản phẩm bác sĩ kê đơn cho mình nhá. Nhưng mà mình đã kết hợp cùng với những cái sản phẩm skincare khác để tăng cái khả năng dưỡng sáng da nhanh hơn nha mọi người. Cái Diotin này nó có giá là khoảng tầm hơn 300 nghìn. Cái hàm lượng L-cysteine ở trong cái sản phẩm này là 400mg. Trong cái sản phẩm này nó còn có cả kẽm gluconat này, collagen này, vitamin C này, vitamin B5, vitamin B6, biotin và vitamin E. Đấy, nó có nhiều loại hoạt chất lắm. Cái loại viên uống này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào có tình trạng tàn nhang. Đấy, tàn nhang mình khẳng định luôn nha. Bên cạnh đó là tóc của mọi người khô, sơ, yếu, dễ rụng thì nên sử dụng cái sản phẩm này. L-cysteine, đây là một thành phần có khả năng chống oxy hóa rất mạnh mẽ ở trên làn da. Và nó cũng đóng góp cái vai trò trong cái quá trình tổng hợp glutathione ở trong cơ thể. Và glutathione nó là cái gì? Nó là cái hoạt chất có khả năng làm sáng da của chúng ta đấy mọi người. Mình đã uống cái L-cysteine này từ rất là lâu rồi mọi người ơi, từ ngày xưa rồi, cho nên mọi người có thể thấy rằng là đấy, cái tóc của mình ý nó dày lắm mọi người, bởi vì uống L-cysteine đấy mọi người ạ. Nếu như mọi người không có kinh tế quá nhiều để uống cái viên Diotin này thì có thể uống sang cái viên Fin-In L-cysteine này. Cái này rẻ hơn. Cái này mình đã nói từ rất là lâu, mình uống cái này từ ngày xưa rồi. Cái sản phẩm này bây giờ có giá là hơn 100 nghìn nha mọi người. Giá rẻ hơn nhiều so với cả cái Diotin. Lý do vì sao? Trong cái sản phẩm này sẽ có chứa 500mg L-cysteine. Tuy nhiên chỉ có 500mg L-cysteine thôi nha mọi người, chứ còn không có những cái hoạt chất khác. Cái sản phẩm này nó sẽ thiên về chỉ mỗi cái hoạt chất L-cysteine thôi. Thì mọi người có thể uống thêm cả hai cái sản phẩm này nhá, bởi vì giá thành nó cũng rất là rẻ. Và mình khẳng định luôn, nhá, nếu như mọi người kết hợp uống vitamin C cùng với cả L-cysteine ấy thì nó sẽ gia tăng cái khả năng phục hồi ở trên làn da. Tức là nếu như chúng ta nặn mụn này, thâm mụn ấy thì nó sẽ cải thiện rất là tốt nha mọi người. Và tình trạng móng tóc của chúng ta sẽ dày hơn, giảm gãy rụng. Cái đấy là điều mình dám khẳng định. Chứ còn để nói rằng để làm trắng da ấy, làm sáng da ấy, nó sẽ tùy vào cơ địa. Có thể là mình uống mình cảm thấy trắng và nó trắng lên từ từ. Cũng có những người da các bạn quá ngăm, cái sắc tố da các bạn quá đậm thì khi uống những cái loại L-cysteine hay là vitamin C nó sẽ không có hiệu quả quá nhiều. Nhưng mà đây là hai cái loại viên uống mà mình bổ sung trong quá trình mà mình giảm thâm nách nha mọi người. Và mình thấy cái hiệu quả của nó cực kỳ rõ rệt. Và đây mình cho mọi người thấy này, mình thấp sáng xuống nha, mình xoa này. Đấy, nách thật của mình đấy mọi người ơi. Ngày xưa nó thâm thâm kinh khủng khiếp luôn ý, thâm thâm phát gớm lên được, nhưng mà bây giờ nó đã đỡ hơn rất là nhiều. Đây bên này này, mặc dù nó không được 100% nhưng mà nó cũng đã cải thiện được 70-80%, và đây là điều mà mình rất là vui rồi. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.